Mỗi chọn lựa đều khiến bạn có cơ hội mở ra đường đời thênh thang, không ngừng tiến bước, dùng hết tốc lực để tiến bước thôi. Ở chốn công sở, mỗi người đều sẽ gặp phải một số việc bản thân không muốn làm. Đó có thể là những việc không phải là sở trường của bạn, hoặc là việc cấp trên sắp xếp tạm thời. Gia sản nghìn tỷ của thiếu gia Minh Nhựa. Nhắc đến Minh Nhựa, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến siêu xe cùng hàng hiệu. Nền tảng của vị thiếu gia này chính là Long Thành Plastic. Ông lớn ngành nhựa với doanh thu hàng năm cả nghìn tỷ đồng. Với những người đam mê siêu xe, cái tên Minh Nhựa không còn xa lạ. Vị thiếu gia sinh năm 1983 này tên là Phạm Trần Nhật Minh. Hiện là phó tổng giám đốc điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn Nhựa Long Thành, Long Thành Plastic. Đây chắc hẳn là cái nôi khởi nguồn của cái tên Minh Nhựa. Đại gia Minh Nhựa là con trai duy nhất của ông Phạm Văn Mười, tổng giám đốc Long Thành Plastic, và là người kế thừa để phát triển doanh nghiệp này. Theo tìm hiểu của phóng viên, Long Thành Plastic là một công ty gia đình được thành lập từ năm 1990 do ông Mười, sinh năm 1954, làm chủ. Đây là doanh nghiệp có tiếng trong ngành nhựa Việt Nam với một số sản phẩm nổi bật như pallet nhựa, sóng nhựa, thùng rác công nghiệp, két nhựa và phụ tùng, linh kiện điện tử. Tại ngày 31 tháng 12 năm 2019, vốn điều lệ của Long Thành Plastic ở mức 90,65 tỷ đồng. Trong đó, ông Phạm Văn Mười đã nắm giữ 43,67% vốn điều lệ, Phạm Trần Nhật Minh 19%, Trần Thị Bạch, vợ của ông Mười, nắm 33,89% và Nguyễn Thị Phương Thúy 3,44%. Trong đó, bà Nguyễn Thị Phương Thúy, sinh năm 1982, là vợ cũ của thiếu gia Minh Nhựa. Bà Thúy cũng có niềm đam mê mãnh liệt với siêu xe. Đồng thời, bà còn là chủ quán cà phê New Life tại quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Theo giới thiệu trên trang chủ, hiện Long Thành Plastic có 4 chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng và Cần Thơ. Đồng thời, công ty này cũng sở hữu nhà máy sản xuất cùng tên đặt tại quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, công ty này còn đặt mục tiêu sẽ mở chi nhánh tại Hoa Kỳ, mở rộng quy mô phát triển của công ty mang tầm quốc tế. Dữ liệu cho thấy, 4 năm trở lại đây, doanh thu của Long Thành Plastic, công ty mẹ, đều đạt quanh mức 1.000 tỷ đồng. Như năm 2016, doanh thu thuần ở mức 1.035 tỷ đồng, sang năm 2017 là 968,6 tỷ đồng, và năm 2019 là 882,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, khoản lợi nhuận thuần tương ứng thu về lại khá khiêm tốn, trong đó năm 2018 chỉ đạt 53 tỷ đồng. Con số này tăng thêm 1,8 lần lên mức 95 tỷ đồng vào năm 2019. Dẫu vậy, Long Thành Plastic lại có cơ cấu nguồn vốn khá lành mạnh, với tỷ lệ nợ phải trả luôn ở mức rất thấp. Tới cuối năm 2019, nợ phải trả ở mức 61,8 tỷ đồng, năm trước đó là 49,1 tỷ đồng. Tính đến cuối năm ngoái, tổng tài sản của Long Thành Plastic là 881,3 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu ở mức 819,5 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt là 12% và 11% so với thời điểm đầu năm. Dữ liệu này phần nào chứng minh cho một phát biểu của ông Phạm Trần Nhật Minh với truyền thông cách đây một năm. Vốn là vấn đề lớn mà tất cả các doanh nghiệp nhựa Việt Nam rất lo lắng. Nhưng có thể nói, vốn là một thế mạnh của chúng tôi và có thể khẳng định rằng đến bây giờ Nhựa Long Thành không vay một đồng bạc nào của ai. Song song với vai trò phó tổng giám đốc điều hành Long Thành Plastic, thiếu gia Minh Nhựa còn nổi tiếng hơn cả bởi thú chơi siêu xe. Tay chơi hàng đầu giải thành từng chi hàng triệu đô la Mỹ để đem về những mẫu xe đặc biệt, trong đó có chiếc Pagani Huayra được đồn đoán là siêu xe đắt nhất Việt Nam với mức giá ước tính khoảng 80 tỷ đồng. Chiếc Pagani Huayra đắt giá bởi mẫu xe này chỉ được sản xuất đúng 100 chiếc trên toàn cầu. Với giá trị khủng, siêu xe của Minh Nhựa được di chuyển phần lớn thời gian trên xe chuyên dụng, kể cả ở thành phố Hồ Chí Minh. Đây cũng là chiếc xe mà vị thiếu gia này chở con gái vào lễ đường trong lễ cưới đình đám của Rich Kid Joyce Phạm vào hồi tháng 9 năm ngoái. Vừa qua, ai nữ của doanh nhân này đã sinh con đầu lòng. Minh Nhựa chính thức lên chức ông ngoại ở tuổi 37. Ngoài Pagani Huayra, gara của phó tổng giám đốc Long Thành Plastic còn có sự góp mặt của SUV Lamborghini Urus, ông hoàng off-road Mercedes AMG G63 Edition 1 hay Range Rover Autobiography LWB. Ước tính trị giá của ba chiếc xe sang này khoảng 50 tỷ đồng. Trước đó, bộ sưu tập của Minh Nhựa cũng từng xuất hiện nhiều mẫu xe khiến cộng đồng siêu xe phải trầm trồ như Lamborghini Mercy Alago LP670 4SV, Bugatti Veyron, Lamborghini Aventador,
McLaren 650 S-Spider, Lamborghini Aventador LP750 4SV. Về Joy Phạm, ngoài sở thích chơi siêu xe giống bố, cô còn có đam mê đặc biệt với đồ hiệu. Dù tuổi đời còn trẻ, sinh năm 1999, song hot girl này cũng sở hữu công ty kinh doanh, thương hiệu thời trang riêng mang tên Công ty trách nhiệm hữu hạn Joy International, thành lập vào tháng 7 năm 2019. Công ty này có vốn điều lệ 400 triệu đồng do vợ chồng ông Joy Phạm góp vốn. Trong năm 2019, công ty này không phát sinh doanh thu, lỗ thuần ở mức 7,29 triệu đồng. Theo cafebiz.vn, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Quảng cáo tiếp cận hàng triệu khách hàng mục tiêu tại Độc Đáo TV. Liên hệ ngay Đinh Nghĩa Studio@gmail.com, số điện thoại 0964002593.